Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel làm giàu ở Mỹ. Mình là Thắng. Nếu các bạn cũng giống như mình thì năm 2023 đã và đang là một năm khá tốt cho tình hình tài chính của chúng ta, bởi vì hầu hết những cái tiền đầu tư của mình đều nằm trên thị trường chứng khoán Mỹ. Và tính đến tháng 10 năm 2023, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng trưởng khoảng 13%, đặc biệt là cái chỉ số S&P 500 ETF có mã là VOO, nó đã tăng được là 13%. Nếu mà mình tính là từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023 thì cái chỉ số này nó đã tăng trưởng khoảng trên 21%, đó là một cái khoảng tăng trưởng khá là lớn. Nếu mà mình đầu tư 10 đồng vào tháng 10 năm ngoái thì bây giờ mình đã có được 12 đồng. Một cái khoản lợi nhuận khá là lớn khi mà mình đầu tư an toàn và lâu dài ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, liệu 3 tháng cuối năm 2023 và năm 2024, 2025, tình hình chứng khoán Mỹ có tiếp tục tốt như thế này hay là không? Hay là nó đã có những cái dấu hiệu báo hiệu là suy thoái đang xảy ra? Là tất nhiên là không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai. Và không ai có thể dự đoán được 100% chắc chắn là thị trường chứng khoán sẽ suy thoái vào cuối năm hoặc là năm tới, hay là sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững và vững mạnh vào cuối năm cũng như là năm tới. Sáng hôm nay mình đọc được một cái bài báo thì mình thấy cái lập luận của bài báo này cũng khá là chặt chẽ và cũng khá là hay, cho nên là mình muốn chia sẻ với mọi người. Thì lập luận của bài báo này dự đoán rằng chứng khoán Mỹ đang khá đắt đỏ và đang khá nóng, cho nên là nó đang có những cái dấu hiệu suy thoái sẽ sắp xảy ra, mà người ta cũng dự báo là khoảng 3 cho đến 4 quý nữa thì suy thoái ở trên thị trường chứng khoán Mỹ sẽ xảy ra. Là tất nhiên là nếu mà cái bài báo này nó nhận định như vậy thì mình chắc chắn với các bạn là mình cũng sẽ tìm được hơn 10 bài báo khác mà lập luận cũng chặt chẽ không kém, và cũng nói là thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng, thậm chí là tăng trưởng còn nhanh hơn nữa trong 3 tháng cuối năm. Cho nên là mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Các cái quan điểm, các cái lập luận như thế này thì chỉ để mang tính tham khảo thôi, nhưng mà mình thấy đây là một cái lập luận khá hay và khá là mang tính data driven, tức là nó có rất là nhiều số liệu để dẫn chứng cho cái lập luận này, cho nên mình thấy là khá thú vị và mình muốn chia sẻ với các bạn. Về phía mình á, thì cho dù thị trường tăng hay là giảm cũng không ảnh hưởng đến cái việc đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ của mình, bởi vì mình không có ý định rút tiền từ các cái tài khoản đầu tư của mình trong vòng 3 năm tới. Cho nên nếu mà thị trường có khủng hoảng và suy thoái trong vòng cả 3 năm tới thì mình cũng không sợ, bởi vì mình chưa có nhu cầu rút tiền từ tài khoản đầu tư của mình. Mà miễn mình không rút tiền thì tất cả những cái sụt giảm của thị trường nó chỉ là sụt giảm trên giấy, sau đó nó tăng ngược trở lại, và khi mà nó tăng ngược trở lại thì giá trị kỳ tài khoản đầu tư của mình nó sẽ tăng trở lại. Cho nên là mình cũng nói trước để các bạn yên tâm là cái chuyện mà thị trường tăng giảm như thế này, đối với những người như chúng mình là đầu tư lâu dài và an toàn, thì nó không nên ảnh hưởng đến những cái quyết định đầu tư của mình, bởi vì mình chưa cần rút tiền ra trong vòng 3 đến 5 năm tới. Nếu người nào mà muốn rút tiền ra trong vòng 3 năm tới để chi tiêu bởi vì họ đã về hưu rồi, thì những cái tin tức như thế này khá là quan trọng, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc lập kế hoạch rút tiền để tiêu khi mà bạn không còn có cái đồng thu nhập từ công việc nữa, mà phải rút tiền từ trong các cái tài khoản đầu tư, đó là nguồn thu nhập chính của mình. Alright, trước khi mà mình đi vào để chia sẻ cái mẫu tin của ngày hôm nay, thì là nếu các bạn đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình, thì channel của mình tập trung vào 3 chủ đề: tăng thu nhập, giảm chi phí, hướng dẫn đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ, để cho tất cả chúng ta đều có thể trở nên giàu có hơn, có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn ở Mỹ. Nếu đó là những chủ đề mà các bạn cũng quan tâm thì các bạn nhớ đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau hàng ngày. Mình ra video vào mỗi ngày. Alright, bây giờ mình quay trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay. Thì sáng hôm nay mình đọc báo bình thường giống như mọi ngày, thì có một cái mẫu tin là mình khá là bắt mắt đối với mình, thì mình đọc và mình tìm hiểu có thể là người ta lập luận như thế nào. Thì ở đây người ta, cái tiêu đề của nó rất là dài, cái tiêu đề nó nói rằng á, là lần 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 trước đây khi mà chứng khoán Mỹ nó đắt đỏ đến mức như thế này so với là cái thị trường nợ, tức là cái thị trường trái phiếu, khi mà mình mua trái phiếu của chính phủ, Treasury Bill hoặc là Treasury Bond, hoặc là các cái trái phiếu của các công ty lớn mà người ta mượn tiền ở trên thị trường chứng khoán, thì đó là cái thị trường trái phiếu. Thì người ta nói cái lần lần trước đấy mà chứng khoán Mỹ nó đắt như thế này, cái đắt đỏ đến cái mức này so với cái thị trường nợ á,
Thì sau khi mà nó đạt đến cái mức độ đắt đỏ như thế này thì cái chỉ số S&P 500 nó đã sụt giảm đến 50%. Thì đó là một cái sụt giảm cực kỳ lớn. Thì ở trên thị trường chứng khoán Mỹ á, người ta đó khi mà mình đầu tư vào chứng khoán Mỹ, mình đầu tư vào S&P 500 thì những cái khoản đầu tư của mình nó sẽ cho mình cái lợi nhuận đầu tư đó, thì cái đó người ta gọi là cái yield của cái investment của mình, nó cho mình những cái return. Và tương tự như vậy, nếu các bạn mua trái phiếu của chính phủ hoặc là trái phiếu của công ty thì những cái trái phiếu đó cũng trả tiền lời cho bạn, thì nó cũng sẽ cho bạn các cái khoản tiền lời. Thì tiền lời từ việc đầu tư vào cổ phiếu so với tiền lời từ việc đầu tư vào trái phiếu, nó sẽ có người ta track hai cái chỉ số đó. Người ta biết rằng á, nếu mà mình đầu tư 100 đồng vào cổ phiếu chứng khoán Mỹ thì mình sẽ có được 10 đồng tiền lời chẳng hạn. Trong khi mình đầu tư vào 100 đồng vào trái phiếu, tức là cho chính phủ mượn tiền hoặc cho công ty mượn tiền và họ trả tiền lời cho mình, thì cái khoản trái phiếu á, nó an toàn hơn, bởi vì mình cho người ta mượn tiền và người ta trả tiền lời thôi, chứ cái khoản nợ đó nó không tăng giảm. Trong cái cổ phiếu á, thì cái tiền mà mình đầu tư đó nó tăng giảm dựa vào tình hình hoạt động của công ty. Thì ví dụ mình cho người ta mượn tiền 100 đồng mà chính phủ và công ty trả tiền lời cho mình 2 đồng chẳng hạn, thì có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa là cái chuyện mình đầu tư vào trái phiếu mình được hưởng 10 đồng tiền lời, trong khi mình đầu tư vào cổ phiếu thì mình được hưởng 10 đồng tiền lời, trong khi mình đầu tư vào trái phiếu mình chỉ hưởng 2 3 đồng tiền lời thôi. Thì cái khác nhau giữa hai cái đó người ta gọi là equity risk premium. Bởi vì á, là khi mình đầu tư vào trái phiếu á, cái rủi ro của mình nó cao hơn rất là nhiều, và để đền bù cho cái rủi ro đó thì là cái mức lợi nhuận của mình nó cũng cao hơn, đúng không? Thì người ta đo cái con số đó trong một cái khoảng thời gian rất là dài, và khi nào mà cái con số đó nó biến động đột biến á, thì người ta sẽ biết lúc đó là cái con số này nó đang rất là biến động. Và những cái lúc nó biến động như vậy thì thường là nó sẽ gây ra những cái hậu quả khác nhau. Thì vào lúc này trên thị trường chứng khoán Mỹ, cái chỉ số equity risk premium đó nó rất là thấp. Vì sao nó thấp? Bởi vì là đầu tư vào chứng khoán Mỹ lúc này mình ăn được một cái khoản tiền lời nhất định là 10 đồng chẳng hạn. Trong khi bây giờ nếu mà mình đầu tư vào trái phiếu, mình cho chính phủ mượn tiền hoặc mình cho công ty mượn tiền, thì cái tiền lời của mình từ việc cho chính phủ và công ty mượn tiền á, nó cũng khá là cao. Mình đã làm những cái video gần đây để hướng dẫn cho các bạn đầu tư vào cho chính phủ mượn tiền, tức là mua Treasury bill, bởi vì cái tiền lời mà chính phủ trả cho mình cũng khá là cao, đến 5-6%. Thì cái risk equity premium, tức là mình lấy cái tiền lời của đầu tư vào trái cổ phiếu trừ cho tiền lời của việc đầu tư vào trái phiếu, thì cái chỉ số đó nó ra là một cái con số. Thì cái con số đó hiện giờ nó đang rất là thấp, và người ta nói nó thấp là từ năm 1927 đến giờ á, là cái chỉ số equity risk premium này nó thấp gần bằng với là cái mức mà khủng hoảng lớn của năm 1927. Và khi nào mà cái chỉ số này nó thấp như vậy á, có nghĩa là sao? Có nghĩa là không đáng để đầu tư vào cổ phiếu nó đang rất là đắt. Bởi khi mình đầu tư vào cổ phiếu với những cái rủi ro mà cổ phiếu cho lại đưa cho mình, thì mình phải có được một cái mức lợi nhuận cao. Nhưng mà bây giờ mình đầu tư vào cổ phiếu, cái mức lợi nhuận của mình á, nó không có đủ cao để mà nó bồi thường cho cả cái rủi ro của mình. Và những cái lúc như vậy thì là nó báo hiệu á, là cổ phiếu nó đang rất là quá nóng và nó quá mắc, không đáng để mà đầu tư, để chấp nhận những cái rủi ro mà lại là được cái tiền lời nó không nhiều hơn so với việc đầu tư vào trái phiếu bao nhiêu cả. Ví dụ trước đấy á, cái chỉ số này nó là 8% chẳng hạn, tức là đầu tư vào cổ phiếu thì ăn được 10 đồng, đầu tư vào trái phiếu thì ăn được 2 đồng, thì cái mức chênh lệch của nó là 8 đồng. Thì như vậy là người ta nói là 8 đồng là cũng ok, bởi vì cổ phiếu nó cũng nhiều rủi ro hơn, nhưng mà mình cũng ăn được nhiều hơn, mình ăn tiền lời nhiều hơn. Trong khi bây giờ cái sự khác biệt đó nó chỉ còn 4 đồng thôi. Đầu tư vào cổ phiếu thì ăn 10 đồng, trong khi đầu tư vào trái phiếu bây giờ đã ăn được 6 đồng rồi. Thì cái sự khác biệt chỉ có 4 đồng thôi. Mà cổ phiếu có bao nhiêu những cái rủi ro ở trong đó,
thì người ta nói là cái mức chênh lệch như vậy thì không có đáng để tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu, và cũng chứng tỏ là cổ phiếu đang rất là đắt mà không nên đầu tư vào nữa. Thì đó là cái tranh luận chủ yếu trong cái bài này. Và người ta track những cái chỉ số như vậy, và người ta biết á, là đây là cái equity risk premium này nó đang ở mức rất là thấp, thấp thấp đến cái mức từ năm 1927 đến giờ nó đang ở mức thấp nhất. Và khi mà nó đang ở mức thấp như vậy thì cái việc đầu tư vào cổ phiếu Mỹ hiện giờ nó được xem như là không đáng, quá đắt đỏ. Và những cái lần á mà nó đầu tư vào cổ phiếu như thế, mà những cái lần mà cái con chỉ số đó nó thấp như vậy á, tức là ở đây người ta nói này, trong 6 lần khi mà cái chỉ số này nó thấp dựa thấp mà so với cái mức 1927 thì trên thị trường đều xảy ra những cái sửa đổi và những cái suy thoái. Năm 1929 lúc mà cái khoảng cách risk equity premium này nó thấp như thế thì nó cũng có suy thoái, đó là khủng hoảng Great Depression một năm 1929. 1969 cũng suy thoái, 99 2000 cũng suy thoái là dot-com bubble, 07 là mortgage, khủng hoảng tài chính của 2007, 18 19 thì là nó cũng cũng khủng suy thoái khủng hoảng. Và sau đó là đến hiện tại bây giờ thì người ta dự báo như vậy, đã 6 lần xảy ra cùng một cái mức như vậy thì 5 lần trước nó đều đã khủng hoảng rồi, thì cái lần này ở cái mức như vậy thì người ta nghĩ là khủng hoảng nó cũng suy thoái nó cũng đang xảy ra. Thì đó là cái bằng chứng thứ nhất. Cái bằng chứng thứ hai á là ở đây người ta track cái tiền lời từ việc đầu tư vào cổ phiếu, đặc biệt là cái S&P 500 này, và cái tiền lời mà từ việc đầu tư vào trái phiếu của công ty, của corporate và của chính phủ. Thì người ta nói á, là cái chỉ số này á, nó đang ở mức rất là cao. Hiện tại cái mức bên này, bên phía bên tay phải của mình này, bên phía bên tay phải của mình là cái mức này là cái mức rất là cao. Và cái mức này á, cái lần gần đây nhất mà người ta nhìn thấy được cái mức độ, cái mức như vậy á, là vào năm 2000. 2000 tức là cái năm mà khủng hoảng tài chính dot-com bubble nó xảy ra. Và khi mà cái chỉ số này người ta ghi nhận được vào năm 2000 này á, thì ngay sau đó là thị trường nó rớt là 50%. Thì ở đây ngay sau khi mà người ta nhận được cái chuyện đó là thị trường nó rớt đến 50,25%, thị trường S&P 500. Và bây giờ người ta cũng đang nói á, là ở cái mức cao như thế, thì khi mà cái chỉ số này nó đang nằm ở một cái mức cao như vậy thì sớm muộn gì thì là khủng hoảng và suy thoái nó cũng xảy ra. Và trên thị trường chứng khoán Mỹ á, là rất là nhiều chuyên gia, rất là nhiều expert, người ta đều đồng tình á, là cái chuyện này nó quá là rõ ràng, nó đã xảy ra 6 lần rồi thì chắc chắn lần này nó cũng sẽ là tương tự như vậy. Rất là nhiều người đồng chia sẻ cái quan điểm như thế và nghĩ rằng á, là cái stock market hiện giờ là quá đắt đỏ so với là cái thị trường trái phiếu, cho nên á, là nó sẽ có correction, nó sẽ correction để cho là cái giá cổ phiếu nó không còn có đắt đỏ như vậy. Mà khi nó correction á thì giá cổ phiếu nó sẽ giảm, và khi mà giá giảm như vậy á thì thị trường nó sẽ lao vào suy thoái, đúng không? Thì ở đây rất là nhiều các cái chuyên gia tài chính ở trên thị trường, ví dụ ở đây á, là Jeffrey, ông này ông nói vào tháng trước luôn, là ông nói là bây giờ cổ phiếu nó đang rất là đắt đỏ và khủng hoảng chắc chắn là sẽ xảy ra đối với nền kinh tế Mỹ trong vòng 3 cho đến 4 quý tới. Thì cái này ông cũng nói như vậy. Xong rồi một người khác là CEO của Double Line Capital cũng nói là nó rất là khó để mà yêu kỳ cổ phiếu hiện giờ, khi mà cái chỉ số risk premium này á, là nó đang ở mức thấp nhất trong 17 năm qua, và cái chỉ số này nó quá là thấp, cho nên là chỉnh cổ phiếu nó đang khá là đắt đỏ. Và khi mà nó đang đắt đỏ như vậy á thì trước sau gì correction nó cũng xảy ra. Thì mình thích cái bài này, và mình thấy cái bài này nó khá là data driven và nó chỉ ra những cái lần mà chuyện này nó đã xảy ra rồi. Và lịch sử á, đặc biệt trên thị trường chứng khoán á, thì nó rất là hay lặp lại khi mà cả cái chỉ số nó cùng hướng về một điểm. Thì mình nghĩ là cũng có những cái merit để mà nói rằng là thị trường có khả năng là nó sẽ được correct.
Mình nếu mà các bạn nghĩ là thị trường nó sẽ suy thoái thì bởi vì chỉ dựa vào cái bài báo này thì hoàn toàn không phải như vậy, bởi vì mình nghĩ là mình có thể tìm 10 bài báo tương tự mà sẽ bình luận và sẽ lập luận quan điểm là thị trường nó sẽ phát triển tốt và nó sẽ phát triển bền vững và tiếp tục tăng trưởng. Thì ở Mỹ mà, cho nên là 10 người thì có 15 ý kiến, cho nên người nào cũng có thể là raise kỳ quan điểm của họ cả, quan điểm người nào cũng sẽ được nghe và cũng sẽ được respect tất cả. Cho nên là mình sống trong một cái xã hội như vậy thì mình cũng phải biết lựa các cái nguồn tin tức để mình có thể chọn lọc các cái tin tức mà xác đáng và để cho mình có giá trị tham khảo, chứ không phải vì như vậy mà nó thay đổi các cái quyết định của mình. Quay lại cái câu chuyện đầu tư của mình và của mọi mọi người trong cộng đồng, nếu như mà mình không muốn không chưa có ý định rút tiền từ cái tài khoản đầu tư của mình trong vòng 3 năm tới, 3 cho đến 5 tới, thì là chuyện này nó không có ảnh hưởng gì cả. Thị trường nó tăng hay là nó giảm thì cũng không sao cả, mình vẫn tiếp tục đầu tư điều đặn và đầu tư điều đặn và đầu tư chuyên cần vào thị trường chứng khoán Mỹ theo một cái chiến lược mà mình đã định sẵn rồi. Nếu mà thị trường nó có rớt thật vào năm nay, cuối năm nay, năm tới thì là năm sau nữa nó sẽ tăng lên trả lại, miễn là mình không có bán tay tay kỳ kỳ những cái cổ phiếu mà mình và những cái quỹ ETF mà mình có trong cái tài khoản đầu tư của mình thì mình chưa có mất tiền gì cả. Nhưng tất cả những cái chỉ số lên xuống đó nó chỉ là trên giấy thôi, thì các bạn nhớ cái chuyện đấy. Tuy nhiên nó có một cái mà mình chắc là mình sẽ làm thêm một cái video nữa để hướng dẫn thêm cho mọi người, thì tình hình hiện giờ nó hơi đặc biệt là bởi vì thị trường chứng khoán nó vẫn đang lên, nhưng mà bên cạnh đó thị trường trái phiếu nó cũng đang lên. Cái mức độ lại lãi suất từ các cái trái phiếu của chính phủ và các cái trái phiếu của công ty là nó đang rất là lớn. Trái phiếu mà trả đến 5-6% và trái phiếu chính phủ mà trả đến 6% là cực kỳ lớn. Bởi vì nếu như mà bạn có 1 triệu đô chẳng hạn, bạn chỉ cần đầu tư hết cho chính phủ mượn tiền, cho chính phủ mượn tiền thì một năm bạn đã rút ra được 60.000 tiền lời rồi. Và đối với những người mà về hưu, 60.000 tiền lời mỗi năm thì đã đủ cho người đó có một cái cuộc sống rất là thoải mái rồi, 5.000 một tháng, đúng không? Với cái mức như vậy, và khi mà bạn đầu tư vào trái phiếu thì cái mức độ an toàn đó gần như là tuyệt đối 100%, đặc biệt là trái phiếu của chính phủ là 100%, mà có 1 triệu đến lúc nghỉ hưu mà cho chính phủ mượn cứ một năm cứ lãi về 60.000 tiêu thì cả lãi hết cả đời cũng không hết tiền, và cái 1 triệu đó nó vẫn cứ để nguyên như vậy nếu mà cái trái phiếu, cái mức lãi suất của trái phiếu nó vẫn tiếp tục là 6% cho nhiều năm. Là tất nhiên là nó sẽ không bao giờ đạt để nó sẽ không bao giờ được duy trì cái mức 6% như vậy lâu dài đâu, cho nên mình phải có những cái chiến lược để mình có thể hưởng lợi từ cái mức mức lợi nhuận từ trái phiếu của chính phủ cho lại trong lúc này. Nếu mà các bạn cũng quan tâm đến việc đầu tư vào trái phiếu của chính phủ vì có mức độ an toàn rất cao và có lãi suất khá là tốt, thì các bạn cho vào một comment giúp cho mình để mình, nếu mà có nhiều người cũng quan tâm đến cái chuyện này giống như mình thì mình sẽ làm thêm một video nữa để vừa hướng dẫn cho mọi người mà cũng do mình có cơ hội tìm hiểu thêm để có thể đầu tư vào nhiều hơn vào trái phiếu. Các bạn xem channel của mình thì các bạn đã biết rồi là mình đầu chuyên mục đầu tư của mình, danh mục đầu tư của mình là tập trung 100% vào cổ phiếu, mình không hề đầu tư vào trái phiếu gì cả. Gần đây nhất thì mình có mua cái treasury bill, một cái tiền, thì cái tiền đó không phải là tiền đầu tư, tiền đó là tiền mình chuyển từ cái tiền tiết kiệm lâu dài, cái tiền emergency fund của mình cho khoảng 6 tháng emergency fund. Thì thay vì mình bỏ vào tài khoản tiết kiệm có lãi suất cao của Wealthfront hay là những cái tài khoản CD, thì mình gần đây mình chuyển qua mình mua trái phiếu treasury bill của chính phủ, bởi vì người ta trả đến 5,5 5,6% so với là tiền lời của Wealthfront hoặc là cả kỳ CD là chỉ có khoảng 4,8 4,9% thôi. Thì nếu mà các bạn cũng quan tâm đến những cái chuyện này thì các bạn cho vào một comment giúp mình sẽ làm thêm một cái video để hướng dẫn thêm mọi người về cái chuyện đầu tư vào trái phiếu là như thế nào. Và nếu mà các bạn tin đó là thị trường chứng khoán Mỹ tăng hay là giảm như thế nào thì các bạn chia sẻ ở trong một comment luôn để cho mọi người trong cộng đồng có thể biết, có thêm nhiều cái quan điểm và nhiều cái ý kiến ngược chiều nhau để mọi người có thể bình luận và học hỏi thêm lẫn nhau.
Alright, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hy vọng các bạn thích cái mẫu tin ngắn này để các bạn có thêm một cái nhận xét và một cái quan điểm về thị trường chứng khoán Mỹ là như thế nào và tình hình sắp tới trong 10, trong 3 tháng mà 13 tháng, 1 năm, 2 năm sắp tới nó sẽ như thế nào. Nếu các bạn thích cái video này thì giúp cho mình một nút like và nhớ đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Chào tạm biệt. Bye bye.